đại biểu đại diện hội nhà hiếu thành phố Hải Phòng do ông Trần Văn Quan làm trưởng đoàn, rất hoan thức lễ về tiếp xúc linh giảng thắp hương kính viếng hương hồn cụ bên của nơi tang, trân trọng kính mời. Trong hồn nhạc hiếu thành phố Hải Phòng trở nên chúc con trời tinh đặt vòng hoa thấp để hương thơm kính viếng hương hồn cụ sau đổi đời chi buồn tới cùng bà quả phụ và toàn thể thân nhân gia đình tam quyến trước anh linh của cụ con nhạc hiếu thành phố Hải Phòng chúng con sẽ hết lòng cùng gia đình phục vụ nghi thức lễ nhạc cổ truyền theo tâm đắc và một lòng cầu nguyện cùng gia đình cầu cho hương linh cổ nơi chính suối được siêu sinh tịnh độ thanh thản an nghỉ nơi quán tịnh thần ở chốn cửu trường của các linh chuyên về tại chốn linh sàng chúng dám lòng thành vòng hoa tươi lễ mọi tâm thành hội nhạc hiếu Hải Phòng và đặt lễ kính viếng tiên bồ cụ chân trọng kính mời công trần tâm phan hội trưởng hội nhạc hiếu thành phố Hải Phòng lên pháp tuần tâm nhang tích điểm thương hội cùng chị chân trọng kính mời. Cụ Mai Ưu tròn 80 tuổi miền Tân Trúc phủ tỷ nguyên tính đồ để cho đồ quả hương về ăn chị em quan trọng giọt lệ tương thương cụ quân giờ này cụ ở nơi nào cụ về chốn linh sàng cho đức giám lòng thành kết luận hội nhạc hiếu thành phố Hải Phòng cúi đầu với quý vị. Quốc thần đạo gia khoa kinh thư các bộ các ông bà không bất nhân chỉ tiêu họ hàng những người đời ngoại nghĩa cách cần sang các bậc công gia nghĩa trình tiên gia và bà con xóm phố tổ dân nhà với lòng tâm huyết tâm đắc của hội nhạc hiếu thành phố Hải Phòng chúng con cũng là tình đồng nghiệp của cụ năm xưa do biết về mình về cửa mong cụ trước án tiền cụ đêm nay thi hài cụ còn tại nguyên đường theo lễ tang cổ truyền quan tài tạ được lễ hai lễ đèn thành tâm kính lên hội nhạc hiếu Hải Phòng chúng con thành tâm chỉ trân trọng kính mời. We'll be right back.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.